Chào mọi người, vợ chồng mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị đi ra Hà Nội. Và có một điều đặc biệt là chuyến đi lần này thì bọn mình sẽ có thêm một người bạn đồng hành. Đấy là... Hello! Trời ơi! Và bây giờ thì mình đã đi được đến sân bay và lần này mình đi đến sân bay rất là đúng giờ mọi người ạ, rất là bất ngờ. Mặc dù hai người đi hai việc khác nhau đúng không? Nhưng mà nó hơi lên quá. Ở cùng một khách sạn, ok. Được. Và okay, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi chuyến đi này cùng với cả bọn mình nhé. Đợt này thì bọn mình ở khách sạn là ở phố Nhà Trung. Thì có một cái lan can nhìn xuống đường Nhà Trung. Bên ngay bên kia thì là nhà thờ rồi. Nhà thờ ngay đấy vài bước chân. Có cái cây, một cái cây xà cừ cổ thụ rất là đẹp ở đây. Cây này là cây bàng này. Ở bên kia là có một cái nhà thờ. Phòng này ấy, vì là nó nhỏ nhưng mà nó có cái khung. Nó có cái khung lan can như thế này này. Đó, bao bằng cây ấy, thì trông rất là xinh, rất là mát. Hello đây. Hello. Hello. Đây là những người dân Hà Nội như ở. Chụp góc này chính là đẹp phết. Đời gần nhất bọn mình ra Hà Nội ấy, đấy là vào dịp Tết Nguyên Đán. Và khi mà cái đợt Tết Nguyên Đán ấy, thì vợ chồng mình cũng chính ra cũng không đi ăn được nhiều nơi nhỉ, tại vì là cũng Tết rồi, hàng quán đóng cửa đây. Mọi người nhìn nhà thờ đằng sau này đẹp nhỉ. Mà đúng kiểu đợt này ra Hà Nội trời nó âm u mát mát ấy, cảm thấy thích. Giữa tháng 5 rồi nhỉ? Mà. Cảm giác như là đang ra đợt mùa đông vậy. Cho mình xin phép khởi khẩu trang một tí tại vì khó thở quá. Lẽ ra bọn mình đi ăn bánh đa cua cơ, nhưng mà tại vì là hàng đấy nó đã nghỉ, giờ này vẫn chưa mở. Cho nên là sẽ đi bộ ra ngõ Trung Yên để ăn bún cá sâm cây si. Đi nộm chưa ăn bún cá sâm cây si bao giờ đúng không? Thế chưa. Đúng rồi, bánh rán mật, ngon thế. Ăn thử ở đây này, xong phải thử đôi. Rất ngon, vừa ăn thử xong. Mà chị cho ăn thử thoải mái. Cái này toàn đường ý, nhưng mà ăn. Đây, tôi đang tập đi ông. Ngon. Ngon, ngon tuyệt luôn. Ngon. Sẽ có 3 loại bánh rán cho mọi người nhé. Bánh rán vừng này, bánh rán đường này, với cả bánh rán mật. Đó, mình thì mê nhất cái bánh rán mật này. Em ăn thử nhiều thế. Đây ăn thử cho biết nào thôi. Nếu nó có độc mọi người biết luôn. Em xin nhá, cho em xin thêm một cái này ăn thử nữa. Cảm ơn chị. Chưa cho mà đã. Mẹ ơi, bánh rán đường dài ngon lắm này, không có nhân. Đây là một quẩy. Ngon lắm. Ăn con bị sugar 2, bị phê đường ngon quá. Hôm nay bọn mình ra Hà Nội đúng vào ngày chủ nhật. Hồ Gươm. Cho nên là có phố đi bộ. Vắng nhở, hôm nay kiểu tiên vắng này, mát này, một kiểu yên tĩnh ấy, thích dã man. Này cho mọi người xem. Đây là hàm cá mập, đây là vườn hoa con cóc, đúng không? Đây không phải vườn không. Hoa con cóc. Đây là hàm cá mập, đây là vòi phun, còn vườn hoa con cóc là ở Ngô Quyền. Đây là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tao đang định nói là hôm nay đi tao không phải giải thích nhiều mà ông lại vừa giải thích phát thì đây là vườn hoa con cóc. Mình đang ở địa điểm này, Dino. Đây. Dino phải nói luôn là đây là hàm cá mập. Bởi vì đây là em nghĩ là vườn hoa hàm cá mập ở dưới là vườn hoa con cóc ấy, thì nó sẽ hợp nhau, con cá mập nó sẽ đớp con cóc. Nhưng không phải, bởi vì hoa con cóc ở chỗ khác. Còn đây là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thôi chúng ta bỏ qua đi, ok, đi. Đố phố đồ hiệu của Hà Nội không? Các bạn sẽ tìm được tất cả những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Như là LV, Gucci, Dior, tất cả Burberry. Tất cả ở đây. Và hôm nay trời lạnh, gió mùa về này. Tranh thủ qua Đinh Liệt mua cái khăn len đi vợ. Này, em tặng chị một mẫu khăn bất kỳ. Cho mọi người thấy chúng ta đang ở chợ Hàng Bè. Đây, chợ Hàng Bè. Đây là chợ nhà giàu. Đúng rồi. Có nghĩa là chợ này ở đây ai phải dư giả thì mới đi chợ này. Cái chợ này mọi thứ đều đắt hơn. Nhưng mà chất lượng tuyệt hảo. Đúng rồi, đồ ăn siêu ngon. Siêu ngon. Đồ ăn siêu ngon. Thịt kho, mắm kia, tôm, bà mắm bò. Tôm rồi mắm tép trưng thịt ý. Chợ Hàng Bè rất ngon. Nhưng mà phải công nhận là chợ này làm đồ ăn sẵn so với mặt bằng chung là đắt thật. Tương đương ở trong chợ ở trong Sài Gòn có thể không gần bằng đâu, nhưng mà là chợ cũ. Cũng là chợ quận nhất, mắc tiền. Nước
thì đủ đây là đây là bún cá nước. Đây về món này nhá thì mọi người cho giấm này, mình thấy cho giấm cũng ngon mà cho tắc cũng ngon, và đặc biệt ý, ở ngoài này thì nó sẽ có thêm cái ớt ớt chưng, ớt xào này đó, cho vào thì màu vừa đẹp mà nó lại vừa hơi cay cay, ăn rất là ngon đó, nhem nhem. Đây địa chỉ ở trên này mọi người nhá, bún cá Sâm Cây Si ngõ Trung Yên, và tên là Trung Yên, thương hiệu nhà chị là bún cá Sâm Cây Si. Dạ. Trên cái bát là có... Ngày xưa cách đây khoảng hơn 2 năm khi mà vợ chồng mình còn ở Hà Nội ấy, thì vợ chồng mình rất là hay gọi cái bún cá này về nhà để ăn. Ăn rồi nóng, hình như có quay vlog cho mọi người xem rồi. Trong này thì sẽ có chả cá này, chả cá mỏng và giòn, chứ không phải là cái chả cá mà hay ăn cơm đâu. Đấy, có cá nguyên miếng rán, có rau cần, có hành, có giá, có dứa. Và một chút nữa thì sẽ có cả cá cuốn thịt nữa. Phùng chưa bắt con quất. Ngon. Rất ngon. Cá này mọi người. Đây, nguyên một miếng cá. Nguyên một miếng cá này. Đây rồi, bắt xong rồi. Bát này làm bắt trộn ơi. Đây là cái cá cuốn thịt mọi người. Sẽ có thịt trộn với cả mộc nhĩ, nấm hương ở bên trong. Cuốn với cá sau đó chiên giòn lên, chấm với cả cái nước mắm chua ngọt này. Trong này là ngon lắm, ăn không ngừng. Vợ thèm món này lâu lắm rồi đúng không? Nóng ạ. Mới rán xong mà ăn đến đâu thì người ta mới rán đến đấy á. Nhưng để có thịt nó cũng ngon quá. Ngon. Chấm nước mắm không ngon. Ngon xỉu á. Rồi. Ngon quá, không biết dùng gì khác nữa, quá ngon. Rồi, sau khi ăn bún cá xong thì bây giờ vợ chồng mình đang tách Dino ra rồi. Dino đi công việc rồi. Vợ chồng mình thì sẽ qua cửa hàng của bọn mình ở Lý Nam Đế để thăm các em nhân viên, thăm cửa hàng. Và sau đấy thì bọn mình sẽ mượn xe máy đi mua một vài đồ. Mọi người nhìn thấy mấy cái hàng sơn này không? Vợ ơi, em có nhớ mấy cái hàng sơn này không? Ngày xưa mình đi tự đi mua để về sơn cửa hàng ấy. Nhờ, cũng phải 5-6 năm trước rồi. Mua từng hộp sơn, từng lọ sơn, về quét từng thứ một. Nhờ. Xong mình còn sơn cái tầng 3 màu xanh ấy. Thế này ngày xưa bọn mình đặt rèm cho nhà, từ nhà cho đến kiểu cửa hàng luôn ấy. Ra đặt rèm để... Ra đặt rèm thì không đúng. Hay mua vải ở kia xong rồi đi may rèm, xong rồi ra đây để nhờ người ta làm ấy. Làm lên cái xem phòng thử đồ. Yo, bà chủ. Giờ làm thấy bà chủ ở cửa hàng, bà chủ đang mặc cái áo vest này, sorry lại. Mặc xinh ha. Đẹp quá, đấy cái đồ đẹp này này là sẽ có ở 22 mọi người ạ. Ở 22 thì bọn mình vẫn còn rất nhiều đồ với cả. Đợt này ấy, bọn mình mới nhập thêm nhiều hàng dã man luôn để... Tại vì là trong kho hết sạch luôn ấy, cho nên phải để thêm cả bên ngoài này. Đợt này bán cũng khá là tốt cái mùa này, cho nên là phải đánh thêm hàng, nhập thêm hàng khá là nhiều. Đây có rất, ví dụ như bạn nào mà thích kiểu các mẫu áo màu nâu này, màu trắng, màu đen kia, cái kho trong kia mọi người quá đầy. Các cái màu sắc khác nhau, xong rồi bên này thì là quần rồi chân váy, nhiều mẫu lắm. Ví dụ như là hè đến rồi thì có rất là nhiều những cái loại quần sock mà kiểu dáng Becky ấy, giúp cho mọi người mặc nó vừa dài chân mà lại mát nữa, dễ chịu. Rồi quần ống rộng, váy kia. Cái mũ vành này là cái mũ vành lịch sử ấy. Cái mình nhớ từ trước ra cửa hàng mình có mấy màu, bán được mấy nghìn cái rồi, gọi là mũ heo mignon luôn đúng không em? Hả? Mũ heo mignon. Mũ heo mignon. Ừ. Thấy đấy. Mọi người bảo ở trên Shopee các bạn khác để làm mũ heo mignon. Ok. Đấy, bạn nào đấy em nghe khách đi. Bạn nào mà thích đồ trắng tinh khôi này, mấy cái đồ vải mỏng kiểu dạng sơ mi ấy, mỏng này, xong rồi áo, những cái áo này mà mọi người mua để mặc đi biển mình thấy cũng xinh đó. Xong rồi các loại sơ mi thì mọi người có thể đi làm được, có điện thoại của khách hoặc là bên mình đến thì bên mình sẽ mix trước đồ lên một vài con cánh này cho mọi người dễ tưởng tượng ra đó. Cửa hàng nói chung là mặc dù thì bọn mình ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, nhưng mà các em ở ngoài này quản lý vẫn rất là tốt, xong rồi làm mọi thứ vẫn rất là trách nhiệm, chung rất ok luôn, cửa hàng sạch sẽ. Đó, vẫn này vẫn mới luôn. Bọn mình làm đến ở đây là năm đến sang năm này là năm thứ 6 rồi. Năm sau thì là tròn kỷ niệm 10 năm ấy, hay là mình sẽ làm một cái chương trình gì đấy. Làm một cái chương trình ví dụ giảm
Hả? Mua hàng 2 với giá 10.000. Ừ, cũng là một nhẽ. Hoặc là có thể giảm 10% với những bạn nào mua 10 bộ đồ. Hơi ít nhỉ? 10% hơi ít. Hay là không, 2023 thì giảm 23% cho những bạn nào mua 10 set đồ đi. 10 set đồ chứ. 10 set đồ hay là 10 món đồ. Mua đồ nào sẽ được giảm? À, ừ đúng. 10 năm thì là 10 năm nhân 23 thì 230%, lại còn mình còn âm à? Đấy, vừa nói xong thì có hàng trở đến thêm cho cửa hàng mình. Mượn xe của Hằng rất là ăn chơi đây, Hằng đây. Con này nó luôn luôn trốn camera bao nhiêu năm rồi. Đây, mượn xe của Hằng để đi. Đang tiện đường ở Hàng Mã ấy, cho nên là bọn mình mua quà cho Cam luôn. Bà Cam đợt này bà có một cái nguyện vọng ấy là rất đơn giản thôi. Con chỉ cần bố mẹ mua cho con bóng thổi. Đấy cho nên bọn mình đi qua Hàng Mã thấy một cái hàng bán rất là nhiều bóng thổi, có nhiều hình kiểu thú các thứ, cho nên bọn mình mua cho Cam luôn. Hôm nay kiểu thời tiết Hà Nội như là mùa thu ấy mọi người ạ, rất là thích luôn. Dã man kiểu... giữa tháng 5 luôn. Ừ, quá là may kiểu đợt này đi ra Hà Nội mà vẫn thấy là thời tiết đẹp. Xong rồi lại còn kiểu như là mát mẻ không mưa nữa. Tại vì lúc ấy thì sáng nay thì mọi người có bảo là sáng nay ở Hà Nội mưa phùn và rất là ẩm ướt khó chịu. Đến chiều thì bắt đầu ráo. Yeah. Hôm nay thì là chiều Chủ nhật mọi người ạ. Và mọi người biết không là với chiều Chủ nhật ấy thì nhà thờ sẽ mở. Đó, tại vì là thường trong một tuần ý, thì cứ đến chiều Chủ nhật thì mọi người sẽ đi gọi là gì? Đố em. Em biết từ đấy. Đi nhà thờ. Đi, tất nhiên là đi nhà thờ rồi, nhưng mà đi nhà thờ để làm gì vào ôi, chiều cuối tuần? Đấy. Ở bên trong. Đi được bên ngoài rất là đẹp luôn đấy mọi người. Trông thật sự rất là hoành tráng luôn. Nhưng mà tại vì là cả mấy anh em đều đang mặc quần ngắn ấy, cho nên bọn mình cũng không biết là mặc quần ngắn thì có được vào hay không, cho nên thôi tốt nhất là không nên vào. Ngày trước em xem trên mạng em cứ nghĩ là cái nước sơn giả cổ này nó sẽ không đẹp lắm, nhưng mà ở ngoài thì đẹp phết, mới sửa lại đấy. Đây là sơn giả cổ đấy. Được 7 điểm. Kiểu sơn loang loang ấy. Ừ. Anh thấy cũng khá mà. Mọi người có nghe cái tiếng chuông ở trong chùa không? Ngày hôm nay bọn mình ra Hà Nội thì lại đúng vào cái ngày rằm, cho nên nghe tiếng chuông chùa người ta đi lễ rất là rõ. Xong rồi trời lại hơi se se, xong rồi lại có mùi hương, mùi hóa vàng, cảm giác hơi Tết một chút mọi người ạ. Hàng ghẹ này thì ở 39 đường Thành nhé mọi người. Đây, ngay bên cạnh sẽ có một cái hàng bán nộm với cả bánh bột lọc nữa. Đây là đĩa ghẹ nhưng mà đây không phải đĩa của mình, đây đĩa của khách rồi. Ở đây thì rất là ngon và có cái nước chấm thần thánh. Đó. Của con chợ dạ đấy, có cả cua, cả ngao. Nào mà ăn ốc mà hay sợ bị lạnh bụng ấy thì cho nhiều cái gừng với cả cái ớt này vào cái nước chấm này này. Đấy, ăn nó sẽ ấm bụng hơn nhé. Rồi ốc nhỏ đây mọi người. Ốc nhỏ, ăn đi, ốc luộc đấy, ốc luộc xả. Lâu lắm mới được ăn ốc luộc ấy. Mình thì là đạo ốc to, không thích ốc nhỏ lắm. Ăn không bỏ dính răng. Ốc nhỏ nó bớt nhớt hơn và cái thịt nó nặng hơn. Nhưng mà ăn ốc to thì cảm giác nó dày hơn và thì anh thấy ngon hơn. Thì anh cứ nhiều thích ốc nhỏ ấy mà. Thường thích ăn kiểu tô thịt. Nhưng mà riêng ốc là em thích ăn kiểu nhỏ nhỏ, cái thịt nó nạc ấy. Còn ốc to lúc này em cảm giác là nó nhớt hơn, nó trơn hơn ấy. Thì em ngon. Thích cái ốc nhỏ. Ngon lắm. Ngon. Đây, cho mọi người xem này. Ốc to. Công bằng nói hàng ốc to ngon hơn. Thịt ngon hơn. Đây là món ngao phấp xả ăn với cả nước mắm này. Mọi người ơi, bây giờ thì hai vợ chồng mình đang ở Nầm Vân ở 200 Phó Đức Chính đây. Cái quán này thì chắc là nhiều người biết rồi, tại vì bọn mình cũng đã quay rồi với cả Ninh đi đâu cũng rất nhiều quay. Xong rồi kiểu các bạn thì cũng kiểu như là quay review rất là nhiều rồi. Và các bạn ngày xưa nhá, khi mà mình ăn lúc ấy quán nó rất vắng luôn. Bây giờ nhìn này. Đấy,
đông khủng khiếp luôn mọi người. Đó, thôi cũng mừng cho quán nhưng mà chất lượng thì chắc là vẫn thế, vẫn ngon. Ừ. Chủ bán hàng thì cũng vẫn dễ thương. Đó. Bán hàng ở đây rất là dễ thương thôi. Tại vì chắc là hôm nay bọn mình ăn thì cũng là vào chủ nhật với cả trời tự nhiên lạnh nữa. Đó, và bọn mình đi ăn với đây. Các em ở 22, tất nhiên rồi, không có thể bữa nào mà ra Hà Nội mà không đi ăn cái ở ngó được đúng không? Đây. Lâm lẫn nhiều lầm, khoai tây dưa chuột và lăng bánh mì. Lầm bò này, dưa chuột giảm cân này. Nhưng mà lại có khoai tây chiên để tăng cân. Ôi, xoài, cả rau. Cười. Không hiểu gì đúng không? Đây anh đúng không? Đây đây, em nữa. Trời ơi, show me your soul, baby, I'll show you mine. Show me. Sau cả một ngày rất dài thì vợ chồng mình đã về tới nhà rồi đây. Mọi người biết gì không? Là lúc nãy bọn mình ở trên Instagram ấy thì có một bạn nhắn tin cho mình, nhà bạn ấy bán cốm và bạn ấy biết là bọn mình ra Hà Nội cho nên là bạn ấy ship cho bọn mình. Cái đây mọi người thấy không? Đây là bánh mochi cốm, bánh mochi vị cốm. Đấy có màu xanh. Đây. Một phần xôi cốm và một phần là cốm non. Thật ra thì nếu mà cốm này bạn ấy có bảo là bảo quản trong ngăn đông ấy, nhưng mà trong tủ lạnh à? Ở đây thì không có tủ lạnh. Không, ở đây như là không có tủ lạnh, cho nên là chỉ có một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ để kiểu mát nước thôi. Cho nên là bọn mình sẽ cố gắng ăn hết cái mochi này. Còn cái này thì cái xôi cốm này thì chắc là ngày mai mình sẽ phải mang về bên nhà mình ở để cho mọi người ăn cho đỡ phí, chứ nó nhiều quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Cái bánh mochi, từ từ cái này, đèn này hơi sáng, để anh cháy bớt cái đèn đi. Đó, cái mochi cốm. Mọi người có nhìn thấy hàng xôi xéo này không? Đó, đây là xôi mây. Xôi xéo rất là nổi tiếng. Xéo ruốc mang về với? Ừ, 15 ạ. Có mỡ 15 ạ. Có chả. Đó, mọi người thấy chị làm rất là nhanh không? Bán cả ngày rồi đúng không ạ? À, ok, đấy, mọi người nhớ trước thì chị bán sáng thôi, nhưng bây giờ chị bán đến 1 giờ chiều. Thì mọi người có thể qua 31 Lý Thường Kiệt để mua xôi xéo ăn thử buổi sáng ha. Hai phần xôi xéo, mặc dù mình biết là mình vừa đi chạy về xong mà ăn xôi này hơi tội lỗi, nhưng mà chắc một tuần mình ở Hà Nội chắc mình chỉ dám ăn một bữa này thôi. Bây giờ mình sẽ chạy về và đưa xôi cho mẹ eo nhá. Hello, chào buổi sáng mọi người. Bây giờ đang là 7:26. Mẹ heo thì vẫn đang ngủ, tại vì tối hôm qua mẹ heo làm kịch bản hơi muộn một tí. Thôi mình cũng đang cảm thấy hơi đầy bụng một tí. Mới tắm rửa xong thì bây giờ mình sẽ ra ngồi cà phê ở nhà thờ một xíu ha. Mặc dù là mình đã quay rất là nhiều vlog ở ngoài Hà Nội rồi đúng không nào? Cả ngày xưa nữa khi mình còn ở Hà Nội, nhưng mà có vẻ như là chưa bao giờ mình quay buổi sáng sớm ở Hà Nội như thế nào cho mọi người xem cả. Bây giờ thì cũng không quá sớm nữa rồi, bây giờ là 7 rưỡi sáng rồi. Buổi sáng này nó rất là thư thái này, nó rất là dễ chịu. Bên cạnh đấy thì đường phố cảm giác cái không khí nó rất là trong lành nữa. Rồi đường phố ngắm xe qua lại, rồi mình ngồi bên này là bên đây, nhà thờ bên này nữa. Đó, thì bây giờ mình đang chờ cà phê của mình ra, xong rồi mình uống xong thì ngày hôm nay thì bọn mình cũng sẽ có một ngày khá là dài với cả rất là nhiều việc. Trong đấy có một việc rất là quan trọng là mình sẽ đi bốc biển xe mới. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Sáng
sáng nay thì vợ chồng mình đã ăn một gói xôi, nhưng mà tại vì là muốn là ăn kiểu chia nhau ra ấy, để với cả ăn được nhiều món để quay cho mọi người xem hơn. Vẫn còn một gói dư ở nhà thì chiều về bọn mình sẽ ăn. Thì bây giờ bọn mình sẽ ăn bánh cuốn. Thì sẽ có bánh cuốn trứng và bánh cuốn thịt và quay lại cho mọi người xem. Đi ra Hà Nội thì chắc chắn là phải ăn bánh cuốn rồi đúng không? Mọi người vẫn là hàng bánh cuốn mà mình hay ăn. Trước thì mình hay ăn ở trên hàng gà cơ, nhưng mà khách sạn mình gần đây hơn nên mình qua đây. Đó, sẽ có thịt này, hành phi này, ruốc tôm này, trứng. Ngon đúng không? Ngon. Chả quế mọi người nha, chả quế và chả thịt băm. Hàng bánh cuốn đây là ở địa chỉ đó nhỉ? Ở đây có bánh 81 Lê Văn Hưu. 81 Lê Văn Hưu, ở đây có bánh cuốn thịt lợn này, bánh cuốn thịt gà, bánh cuốn tôm tươi. Đó, ngoài ra thì mọi người sẽ ăn với giò lụa này, chả quế này, chả cốm, lạp xưởng, trứng gà, tinh dầu, cà cuống. À, mình chưa bao giờ ăn gà cuống à. Nhưng mà bình thường vợ chồng mình đi ăn là cũng phải thế rồi. Cái món này này, trứng lòng đào này này. Đấy. Ăn với cả cái nước mắm bánh cuốn này phê luôn. Ngon. Trứng gà đây tươi ấy. Thằng hoa Nhật rồi. Nên là hoa này của Nhật á? Ừ, của Nhật đấy. Đây là Pola Fay. Màu hồng đậm này là đây là Pola Fay. Mẫu đơn. Còn cái này là River Cell. Trông như hoa giả ấy nhỉ? Đi. Ừ, trông cái cánh hoa nó cũng rất là ấy luôn ấy nhỉ? Đúng luôn ấy. Tôi xem story tôi nghĩ là nó cứ mềm mọt ra cơ. Không, cứng cáp lắm, xinh lắm. Lên xích lô. Như là đợt Tết kia vợ chồng mình ra Hà Nội thì vợ chồng mình cũng đi xích lô loanh quanh Hồ Gươm cùng với cả Cam. Thì đây bây giờ từ đây về khách sạn mình thì rất là gần thôi. Nhưng mà thôi đi xích lô. Có cổ đi xích lô cũng được. Ừ, đi dạo một tí cũng được. Đó, từ đây về đây. Nếu mà bạn nào tới Hà Nội ấy, thì thử đi xích lô ở xung quanh Hồ Gươm nhá. Xinh đấy nhỉ? Đẹp quá. Vợ mình xinh quá. Ôi. Không cần phải bàn cãi. Xinh quá. Có xinh. Hello. Xe đẹp quá. Ngồi lên đây luôn nhé. Anh sẽ ngồi sau luôn nhé. Cảm ơn Đức. Anh ngồi sau luôn. Anh ngồi sau luôn đi. Ok ok. Vợ ngồi vào đi. Vợ ngồi anh sang bên kia. Chà, Panamera màu xanh lá đẹp luôn. Xem Panamera ở bên trong nhá. Hình như là đây cũng là lần đầu tiên vợ chồng mình ngồi mà đều đi như này đúng không? Còn trước chỉ là lên ngồi thử thôi đúng không? Ghế này là chỉnh điện 18 hướng nhỉ? Đức ghế nhỉ? Này là 14 hướng 14 của anh thôi. Nhưng mà vẫn là ghế, nó là phong ghế thể thao như vậy luôn hả? Đúng rồi ạ, Panamera thì 100% nó sẽ là dáng ghế liền như thế này. Và nội thất da nâu này, đầu tiên cứ tưởng già nhưng nhìn đẹp. Panamera thì ở giữa này nó sẽ có một cái bảng màn hình cho ghế sau luôn. Cái này thì là 4 chỗ chứ không phải là 5 chỗ. Đã phải mở ra ở đây giống xe từ đời 2022 là bây giờ mình đặt được bản 5 chỗ đấy anh ạ. À là có bản 5 chỗ là không có cái phần giữa này đấy đúng không? Đúng rồi ạ, nhưng mà sẽ không một cái màn hình điều khiển đẹp như vậy. Màn hình này đẹp nhỉ? Màn hình này, list là nghe nhạc, bật nhạc các thứ ấy đúng không? Với cả điều hòa. Sau điều hòa. Như là ghế ông chủ ấy thì mình cũng có thể điều khiển được hết. Nó có luôn cả cái đóng cửa sổ trời của riêng cho ghế sau. Rồi mình cũng có thể điều khiển để đẩy lùi cái ghế phía trước này lên cho khoảng để chân cái chỗ của anh nó rộng hơn. Đấy. Bảng táp lô thì cũng giống như xe của mình thôi, nhưng mà là phiên bản thấp hơn. Nhưng mà nhìn trông sedan, dáng sedan thì nó sẽ chơi hơn nhỉ. Đẹp, màu xanh này đẹp đấy, màu xanh màu nâu. Anh cảm ơn Đức rất nhiều nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại em vào mùng 5 tháng 6 và giao xe nhá. Nhất trí luôn. Cảm ơn Đức. Ok, bye bye. Ok. Bye bye em. Bye bye anh chị. Bye bye nhá. Hẹn gặp lại anh chị trong Sài Gòn nhá. Bye bye. Vợ chồng mình đã bốc biển xong.
búc biển xong rồi. Một con số vợ chồng mình rất ưng luôn. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ lên phòng này, thay đồ một chút nghỉ ngơi, sau tối đi ăn với cả Dino nhá. Đây mọi người nhá, phở ông vui ở 25 hàng dày. Và ngày xưa ấy thì khi mà vợ chồng mình nhớ rằng là khi mà đi còn lấy hàng ở bên Quảng Châu về thì buổi tối sau khi mà đáp máy bay thì bọn mình sẽ qua đây để bọn mình ăn phở buổi tối. Nếu mà ăn phở buổi tối thì bọn mình hay ăn hàng này. Thường thì các hàng khác ấy mọi người sẽ biết rằng là sẽ có những cái phở gọi là phở gì? Phở sốt vang này hay là bò chín những cái thứ, những cái đấy là những cái bình thường đúng không? Nhưng mà ở đây thì lại có một cái món đặc biệt, đấy là món tủy, tủy bò. Thịt chín với cả thịt gầu ấy thì chị đã để đây rồi. Đây là thịt tái này. Ở đây thì có một cái món như lúc mình nói đó là cái tủy ấy. Chị đang cắt cái tủy này thì mọi người có thể ăn thử tại phở vui để xem cái tủy này nó như thế nào ha. Đây mọi người sẽ nhìn thấy nhá, trên bát này có lõi này, cái thịt lõi rất là dày. Đây là tủy này, cái trắng trắng này là tủy đấy, lõi. Bát của mẹ heo cũng giống như bát của mình. Mọi cái tủy này nhá mọi người, tại vì cái tủy này nó rất là đặc biệt. Mình thấy ít hàng có cái tủy này. Có lẽ bánh rồi đúng không? Em ăn bánh thì em không nhiều ăn thịt lắm mà thịt bát to thì to. Em không ăn nhiều bột nhưng mà bánh nó quá ngon. Đây là để dành bởi vì tối nay còn một kế hoạch ăn một quán phở nữa. đây bọn mình thì mình vét hết bát. Đấy. Còn mẹ Loan thì cũng để lại bánh. Nhặt hết thịt. Lại vì là trước đấy ăn nhiều nó. No. Good morning. Hôm nay là ngày ước ao được ăn mì, cuối cùng đã được ăn mì Văn Thắn thơm quá. Yeah. Sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi ăn mì Văn Thắn ở 116 Trần Nhật Duật. Đây là một hàng mì Văn Thắn mà mình rất là hay ăn khi mà trước khi mà vợ chồng mình chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh cơ. Thì vợ chồng mình đã rất là hay ăn ở đây rồi. Ở đây thì mình cảm thấy ngon này, vị rất là vừa và lại đầy đủ các loại topping nữa. Đó, có trứng vịt luộc này, thịt xà xíu này, tôm này. Có sủi cảo rất hấp dẫn luôn. Đây là bóng bì đó, bóng bì. Trên này thì là ớt, ở đây họ còn đang làm kiểu những viên sủi cảo đây. Mình lâu lắm chứ cũng nhiều, bỏ hết ra bóng bì ra nhiều nhỉ. Đâu, em chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi. Em chuyển vào 2 năm nay rồi. Ngày xưa là khách quen của anh luôn nhỉ. Bao năm rồi nhỉ. Vâng. Có menu thì sẽ có những món như thế này cho mọi người lựa chọn nhé. Ngày xưa vợ chồng mình ăn ấy thì sẽ là trứng chín kỹ. Nhưng mà bây giờ sẽ lòng đào. Mình thích này hơn. Ăn kia là sẽ hơi bị khô ấy. Ăn đi Dino. Đây, lâu lắm rồi mới được ăn mì Văn Thắn. Riêng mì Văn Thắn tìm ở Sài Gòn rất là khó, đúng kiểu này. Mì Văn Thắn ở trong Sài Gòn là ăn đúng kiểu người Hoa ấy, nó khác. Vị rất là thơm, mùi tôm rồi dâu mực các thứ. Ngon. Ngon lắm luôn mọi người. Thường thì mì Văn Thắn ấy, khi mà mình ăn mình rất là ít cho giấm tỏi hoặc là tương ớt. Tại vì là mình rất là thích cái vị nguyên bản của cái nước dùng. Mình chỉ cho thêm một xíu tiêu để cho nó thơm hơn thôi. Còn như mẹ heo thì mẹ heo thích ăn hơi chua nhẹ thì sẽ cho giấm sủi cảo. Ngon nhỉ. Ngon mực. Đây bây giờ phải ăn một viên sủi cảo. Kiểu rất là vui ấy, lâu lâu bọn mình ra ngoài Hà Nội đi ăn những cái quán ăn mà ngày xưa khi ở đây vợ chồng mình quen hay ăn ấy. Xong rồi kiểu mọi người nhận ra, xong rồi anh ấy mời, lúc anh ấy mời cả bọn mình, tất cả bọn mình nước. Đấy, xong rồi sủi cảo em cũng không tính tiền đúng không? Đúng rồi, một phần sủi của em cũng không tính tiền nữa. Xong rồi, cái gì? 305.000 thì anh ấy lấy 300.000.
Đó, xong rồi kiểu như là cũng kiểu chúc kiểu bọn em vào Sài Gòn may mắn nhé. Mình ăn ở đây anh thì đã dễ thương. Anh này thì anh chủ quán rất là dễ thương. Thấy chưa? Tin đồn là người Hà Nội khó tính nhưng không phải đâu. Thật ra cũng tùy ở đâu có người này người kia thôi à. Em đang quảng cáo cho quê hương em. Đó thì bây giờ bọn mình sẽ đi xe buýt 2 tầng, đi xe buýt 2 tầng. Mặc dù ngày xưa ở Hà Nội thì có xe và bọn mình đây bên này. Ngày xưa ở Hà Nội có xe mà cho bọn mình cũng đi lượn phố phường Hà Nội suốt rồi, chả có ngõ ngách nào gọi là không biết cả. Nhưng mà để trải nghiệm xe buýt 2 tầng ở trên cao nhìn xuống ấy thì chưa. Cho nên là thôi, với những người khách du lịch chúng mình sẽ qua mua vé và đi xe buýt 2 tầng ha. Em cảm ơn chị nhá. Dạ. Mình mới mua 3 vé City Tour xe bus 2 tầng để mọi người có thể đi vòng quanh Hà Nội đây. Check in với 100.000. Đó, đây là 3 vé. Hai người kia thì đang mua cà phê ở bên kia. Vé này thì mọi người sẽ mua với 100.000 một vé nhá. Ở đây sẽ có 2 địa điểm đón cho mọi người. Đấy là đây. Đây bên này là Hồ Gươm với cả nhà hát lớn thì sẽ có 2 điểm đón mọi người. Đó thì sẽ có cái xe buýt thì chắc chắn là sẽ có 2 tầng như thế này rồi. Trên này thì sẽ có cái này là kiểu như là chắc là một cái tiếng để mà kiểu người ta sẽ thuyết trình có tai nghe ở đây. Đó. Có tai nghe luôn để nghe kiểu thuyết trình ấy. Đây. Cái này là dành cho người nước ngoài, người nước ngoài nghe về lịch sử ở đó kia các thứ. Các bạn cũng đừng nghĩ là khi mà lên đây thì chúng ta cứ ào lên được nhá. Tại vì mà khi mà lên đấy sẽ có một chú đây. Đó. Chú ấy sẽ soát vé và chú ấy sẽ đi bấm vé theo số chuyến, không phải số đây, có 3 cái lỗ đây này. Là giờ chuyến đi này, số ngày và thứ. Đấy ở trên này. Đó. Cái này là mình sẽ đi 90 phút. Đi 90 phút quanh thành phố. Ở trên này thì sẽ là có cái phiên dịch những cái thứ tiếng này này. Đó cho nên là nếu như là mọi người mà có dẫn bạn nước ngoài đi chơi thì vẫn sẽ yên tâm là vẫn nghe được các cái phiên dịch đủ các thứ tiếng ở dưới này luôn. Ừ, và sau thì là cái bản đồ mà chúng ta sẽ đi. Đi phát trời mát này. Hoàng phết đấy chứ. Mà nó bớt nắng hơn vừa nãy. Tại vì lúc đỗ một chỗ thì hơi nóng ấy nhở. Ừ. Đi cái thì mát. Đi một cái là mát, giờ là rất là dễ chịu này. Đó là lúc đầu từ chống nắng. Ôi mát nhở. Lạnh luôn. Đấy. Kiểu đấy. 1 2 3. Tiếp ạ. 1 2 3. Chết rồi, lại trẻ quá. Con hai bà cho con chụp hình với hai bà. 1 2. Rồi ạ, rồi bà ngồi đi cùng ngã đấy. Ôi. Hello. Con trai chủ trì chung ạ. Không ạ, con trai chủ trì chung đấy ạ. Dino ơi. Dạ. Nhìn em trẻ nhất ở đây. Cũng đúng. Trong khung hình này. Trừ các bé. Trên chiếc xe này trừ các bé là em trẻ nhất rồi. Thú thực là ngày xưa thì vợ chồng mình đã lượn mòn Hà Nội rồi. Lượn bằng ô tô, lượn bằng xe máy, lượn bằng xe đạp. Nhưng mà cái cảm giác mà đi trên xe buýt 2 tầng này nó khác lắm mọi người ạ. Tại vì nhá, thứ nhất là nó cao. Đó, nhìn nó rất là bao quát, nhìn xuống bên dưới này rất là bao quát này. Cái thứ hai là gần với cả cây cối đây mọi người nhìn này. Cây nhiều khi nó còn kiểu chạm luôn cả vào mặt luôn ấy. Cây cối luôn ấy. Và quan trọng nhất là mọi người nếu mà đi về những cái ngày thời tiết mát như thế này này, rất là dễ chịu luôn. Đi trên này nói chung là thoáng, sạch và một cảm giác nhìn Hà Nội từ trên kiểu cao ấy nhỉ. Cũng rất là hay. Kiểu mình sẽ để ý hơn được nhiều bởi vì là bình thường mình đi ở dưới thì mọi người sẽ bị kiểu như mình phải là tham gia giao thông ấy cho nên tham là tham gia giao thông và mình mãi nhìn kiểu các xe máy xe cộ ấy mình không thể để ý được những cái kiến trúc ở phía trên của Hà Nội được. Nên là mọi người hãy thử nhé, tại vì lần trước mình đã từng đi xe buýt 2 tầng ở Sài Gòn rồi. Và mình thấy rằng là chắc chắn là đợt này mình đi ra Hà Nội mình sẽ phải thử và thời tiết còn rất là đẹp. Mát lắm. Thank you.
đây nhá, mua cho em nhá, cho anh nhá. Người ta vừa chạy về xong bắt người ta đi mua thịt xiên nướng. Ăn này béo không nhỉ? Không. Mua cái này 7 xiên. 7 xiên cho em ăn, anh ăn một cái con này lại 6 cái cho em. Đó, mọi người nhớ không? Cái thịt xiên nó rất là dày thịt. Mà nó không kiểu miếng thịt chất lượng ấy. Ờ. Trong miếng thịt rất là chất lượng, cô ấy làm rất là sạch sẽ luôn. Chứ không kiểu tại vì cô làm kiểu gia đình ấy, mình cảm giác như là cô ấy chỉ tranh thủ buổi chiều cô ra bán thôi. Ngõ nhà chung nhá mọi người. Ngõ nhà chung đối diện khách sạn bọn mình ở là 28 nhà chung, đối diện 28 nhà chung. Cái mình đang nhìn cái địa chỉ dưới game nó đang không ngõ thấy. 19 nhà chung. Thế xưa mình ăn thì nhớ là đậm hơn, thấm thêm tớ rất là vừa. Việc tôi bây giờ sẽ đi về trước, còn tôi thì sẽ ở lại tiếp tục công việc. Ở lại nào, ngoan, nó tiễn xuống chưa? Nào. Về với con đi, khiếp nhớ con quá. Đừng chia đôi, một người nam một người bắc. Thả chuông, mình thả rông làm gì ạ? Ôi sao áo em bị dính cái gì này? Tôi sẽ tiễn hắn xuống xe. Bye bye. Bye bye. Okay. Về đi, ba hôm nữa chồng về nhá. Okay. Tối nay cho vợ anh đi Quá Giang về nhá. Ok, xong cho ăn tối. Cảm ơn. Con đang làm gì đấy? Úi giời, cái nào có cái ông nằm cạnh luôn. Ăn cơm chưa? Bố đây. Quả bóng dài chưa? À, mẹ mua cho con quả bóng dài rồi đấy. Mẹ vừa lăn bay à? Mẹ chuẩn bị bay vào với con rồi đây. Cho con xem phòng được không? Đây, phòng đây, phòng chả có cái gì cả, có mỗi cái giường thôi này. Bố đang dựng clip, bố thấy con nên là bố nhớ quá, thế là bố gọi. Mẹ đang về rồi đây. Trời ơi, mình đang làm việc không hiểu có chuyện gì luôn. Ở ngoài trời gió khủng khiếp, mà tự nhiên lạnh ơi là lạnh luôn ấy. Ôi nhìn này, gió cây này. Ồ, lại còn đang ở khách sạn một mình nữa chứ. Buồn thế, nhớ vợ nhớ con quá. Mời mọi người ăn tối cùng với mình nhá. Bây giờ là 9 giờ hơn. Bây giờ thì mình mới ăn tối. Tại vì là cũng no nó buổi chiều ấy. Với cả mình ngồi mình mải làm việc quá. Mình gọi bánh mì, pate về ăn. Rất là ngon luôn. Ngó. Mình gọi thêm một cái nữa để tối nay 2 giờ kém thì mình sẽ xem đá bóng Liverpool đá. Thì đói thì mình có bánh mì để mà mình ăn. Mẹ heo thì cũng đã về thành phố Hồ Chí Minh mất rồi. Chỉ có mình ở lại đây thêm 3 ngày tới. Và mình nghĩ chắc là mình sẽ kết thúc cái vlog này tại đây. Tuy nhiên thì 3 ngày tới thì khi ở đây một mình thì mình cũng sẽ quay lại video để có thể chia sẻ với mọi người những thứ hay ho khi mà mình làm một mình ở Hà Nội. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ đón xem nhá. Mình nghĩ rằng là bây giờ thì cái vlog này nó đã rất là dài rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Và nếu mọi người thích ý, thì hãy ấn like này, subscribe, click vào cái chuông mà tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam. Và hãy ủng hộ chúng mình nhé, tại vì là chúng mình sắp đạt được 1 triệu sub rồi đấy mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.